Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 17 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau. Hội nghị ra ban công tác xây dựng Đảng quý 3 năm 2014. Họp ban tổ chức giải báo chí tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình năm 2014-2015. Hương cựu chiến binh làm giàu từ trồng rừng kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 24 tháng 9, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị ra ban xây dựng Đảng quý 3 năm 2014 nhằm đánh giá tình hình triển khai công tác xây dựng Đảng quý 3 và thảo luận về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4. Bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã đề ra, trong quý 3 năm 2014, cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường lãnh đạo việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy về các vấn đề xây dựng Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục đào tạo, xây dựng nông thôn mới, v.v. Đến nay, 13 trên 13 huyện thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã hoàn thành việc quán triệt nghị quyết trung ương chính cho cán bộ chủ chốt. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường và thực hiện theo đúng điều lệ đảng. Ban thường vụ tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của tỉnh ủy, xem xét kết luận việc kiểm tra lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết 30A của chính phủ tại huyện Minh Hóa. Qua kiểm tra giám sát đã kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm. Bên cạnh đó, công tác dân vận nội chính cũng được cả cấp ủy đảng tập trung thực hiện. Trên cơ sở phân tích những kết quả đạt được và khó khăn, hạn chế trong thực hiện công tác xây dựng Đảng quý 3, hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận phương hướng trọng tâm cần triển khai trong những tháng cuối năm 2014. Trong đó tập trung cả giải pháp để chỉ đạo đối với những lĩnh vực khó, những chỉ tiêu còn đạt thấp. Chiều nay 24 tháng 9, Ban tổ chức giải báo chí tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình năm 2014-2015 họp triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Giải báo chí tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình năm 2014-2015 sẽ tập trung tuyên truyền, phản ánh những mô hình điển hình tiên tiến trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Quảng Bình. Phản ánh việc triển khai cả chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong thực hiện chương trình, cũng như những thuận lợi khó khăn, bài học kinh nghiệm, giải pháp trong công cuộc xây dựng, đổi mới nông nghiệp, nông thôn của các đơn vị địa phương. Phê phán tư tưởng trông chờ ỷ lại, việc làm tiêu cực trong thực hiện xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tác phẩm dự thi thuộc các loại hình báo chí, gồm có báo in, báo hình, báo nói. Thời gian phát động và trao giải từ nay đến tháng 6 năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 24 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Ninh tổ chức hội thi chi hội trưởng phụ nữ giỏi và tiến trình phát triển kinh tế xã hội xây dựng nông thôn mới năm 2014. 75 thí sinh là chi hội trưởng phụ nữ đại diện cho 136 chi hội trưởng phụ nữ trong toàn huyện đã tham gia hội thi. Các đội tham gia trải qua 4 phần thi gồm màn chào hỏi, phần thi kiến thức, xử lý tình huống và thi năng khiếu. Nội dung các phần thi liên quan đến điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 11, các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách liên quan đến công tác vận động quần chúng, công tác phụ nữ, phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội, vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới. Hội thi là dịp để đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ trên địa bàn huyện giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời nâng cao kiến thức kỹ năng trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác, khả năng vận động quần chúng, xử lý linh hoạt các tình huống xảy ra trong hoạt động tại cơ sở. Hôm qua 23 tháng 9, tại thôn Minh Tiến, xã Thái Thủy, huyện Đoan Lệ Thủy phối hợp với xã Thái Thủy tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà văn hóa, điểm vui chơi cho thanh thiếu niên. Công trình nhà văn hóa, điểm vui chơi thôn Minh Tiến có diện tích hơn 92 m², gồm một hội trường và 4 phòng chức năng. Tổng kinh phí xây dựng công trình là trên 530 triệu đồng. Trong đó kinh phí được tài trợ bởi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là 300 triệu đồng, nhân dân địa phương đóng góp 150 triệu đồng, ngân sách của huyện 50 triệu đồng. Khởi công xây dựng nhà văn hóa, điểm vui chơi cho thanh thiếu niên ở xã Thái Thủy không chỉ thể hiện sự quan tâm của các cấp đối với địa phương miền núi còn gặp nhiều khó khăn, mà còn tạo ra một điểm sinh hoạt vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên nói riêng và người dân trên địa bàn nói chung. Thưa quý vị và các bạn, đầu tư xây dựng mô hình kinh tế trang trại là hướng đi được nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Quảng Trạch tập trung trong nhiều năm trở lại đây.
Mô hình VAC của ông Nguyễn Văn Lê ở thôn Sơn Tung, xã Quảng Tung, huyện Quảng Trạch là một điển hình tiêu biểu. Từ hơn 2 ha đất vùng đồi núi, ông Lê đã khai hoang phục hỏa để trồng cây, xây dựng gia trại tổng hợp. Tận dụng lợi thế đất rồng, ông đầu tư nuôi gà thả phương, trồng cỏ nuôi bò, đào ao thả cá, trồng sừng nguyên liệu. Hiện tại, gia đình ông Lê đang nuôi hơn 700 con gà thả phương. Ngoài ra, ông còn đầu tư nuôi cá với các loài cá như trê phi, cá trôi, cá me, cá trầm cỏ và nuôi thêm bò, trồng hàng ngàn cây bạch đàn, tràm hoa vàng. Ông Lê cho biết, để giảm chi phí và tránh dịch bệnh cho đàn gà, ông đã thường xuyên tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại. Chất thải của gà, ông tận dụng làm thức ăn cho cá, kết hợp với thức ăn bột và cỏ từ trong, ông đã tiết kiệm được một khoản chi phí khá lớn. Với mô hình này, bình quân mỗi tháng gia đình ông Lê có nguồn thu nhập ổn định hơn 10 triệu đồng. Hiện nay tại xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, mô hình nuôi gà Sri Lai đang được hội nông dân xã triển khai thực hiện, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao và mở ra hướng chăn nuôi mới cho người dân trên địa bàn. Sống gà Sri Lai được hội nông dân xã Mỹ Trạch cung cấp cho các hộ dân, các hộ gia đình nghèo ở xã Mỹ Trạch có nhu cầu và được cung cấp trong 4 đợt với tổng số 4.100 con giống. Trong đó đợt 4 này đã cung cấp 500 con giống cho 5 hộ gia đình. Đây là giống gà dễ nuôi, thịt ngon, có sức đề kháng rất tốt, nhanh lớn. Nuôi trong 4 tháng, một con có thể đạt trọng lượng từ 1,5 đến 2 kg. Hiện nay giá thị trường trung bình 1 kg gà khoảng 130 đến 150 ngàn đồng. Với những kết quả bước đầu, trong thời gian tới, mô hình nuôi gà Sri Lai sẽ được nhân rộng ra các hộ chăn nuôi khác để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã xuất hiện nhiều mô hình trồng rừng kinh tế có hiệu quả. Mô hình của ông Đinh Xuân Niệm, trú tại thôn Bản Hà Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa là một ví dụ điển hình như vậy. Là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, sau khi xuất ngũ, ông Niệm trở về quê hương và bắt đầu triển khai trồng rừng từ năm 1987. Sau hơn 25 năm xây dựng mô hình, đến nay, diện tích rừng kinh tế của ông đã lên đến 6 hecta với trên 5.000 cây các loài. Ước tính mỗi năm, gia đình ông thu được gần 2 tỷ đồng, trong đó lại trồng trên 400 triệu đồng. Trồng rừng anh phải kiên trì. Kiên trì lúc ấy mới làm được, anh kiên trì làm không hiệu quả được. Khó khăn cái giọng thì dỗ thì phải về Hà Tĩnh mua, vô được gánh về. Rồi còn lên rừng đào bầu, từng bầu rồi mới về mới trồng. Trong rừng là coi như phải thứ nhất là bảo vệ rừng, cái thứ hai là cho gia đình và tập thể. Hiện nay chính quyền địa phương xã Thanh Hóa đang tích cực tuyên truyền để nhân rộng mô hình trồng rừng kinh tế có hiệu quả của ông Đinh Xuân Niệm. Qua đó nhằm khuyến khích người dân thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, phương thức sản xuất truyền thống kém hiệu quả sang phương thức sản xuất trồng rừng và bảo vệ môi trường. Thì từ mô hình của là có như ông Đinh Xuân Niệm, cả các hộ gia đình trên địa bàn xã sẽ học tập cái mô hình của ông Niệm để nhân rộng mô hình, là có được nhiều mô hình là như ông Niệm để thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng và Nhà nước là xóa đói giảm nghèo, nhưng mà vẫn làm tốt công tác là bảo vệ rừng và là có như giữ rừng lâu dài trên địa bàn của xã nha. Từ thành công của mô hình trồng rừng kinh tế của ông Đinh Xuân Niệm, sẽ có nhiều hơn những hộ gia đình trên địa bàn xã Thanh Hóa nói riêng và huyện Tuyên Hóa nói chung mạnh dạn đầu tư trồng rừng để phát triển kinh tế, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết chiều tối nay, ngày 24 tháng 9. Khu vực miền núi trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 24 đến 30 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa, mưa rào, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 24 đến 30 độ. Vùng biển có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.